Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang cùng đến với talk show Cùng Con Trưởng Thành ở khung giờ quen thuộc 10 giờ 30 phút các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3. Và rất vui được gặp lại quý vị trong những câu chuyện có thể nói là những quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh hiện nay, đó là đồng hành cùng con cái mình trong quá trình phát triển và trưởng thành. Ngày hôm nay cũng sẽ là một chủ đề rất thú vị, đó là có nên cho con cái chúng ta đi du học khi con đang học ở bậc phổ thông? Phải làm thế nào để có thể chuẩn bị được tinh thần sẵn sàng cho các con, làm thế nào để định hướng cũng như giúp các con có được những cái suy nghĩ đúng đắn để hoạch định tương lai cho mình, thì đây sẽ là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng bàn luận với hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết thì hãy cùng đến với tình huống mà chúng tôi đưa ra. Chúng ta sẽ cùng trao đổi về tình huống này với hai vị khách mời. Đầu tiên, chuyên gia tâm lý quen thuộc của chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà. Dạ vâng, chào Hoàng Trang, chào quý khán giả của chương trình. Và đại diện một bậc phụ huynh, xin giới thiệu anh Trịnh Dương. Dạ vâng, xin chào biên tập viên, chào chuyên gia, chào toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Bây giờ khi mà rất nhiều gia đình có điều kiện thì cũng đều mong muốn là con mình sẽ có thể là được phát triển một cách toàn diện và được vươn lên những khung trời mới. Thế nhưng không đơn giản một tí nào khi phải đưa ra một quyết định rằng là liệu đã nên là cho con cái chúng ta đi du học từ lúc phổ thông hay không. Quan điểm của anh Trịnh Dương ở góc độ một vị phụ huynh sau khi theo dõi tình huống vừa rồi thì anh thấy thế nào? Thì là tôi cũng đang có con là đang học lớp 10 và cũng đang có cái tìm hiểu là dự định cho cháu sẽ đi học du học Úc. Nhưng mà trong cái quá trình tìm hiểu thì mình thấy là nó trong cái đó nó cũng có hai mặt của nó. Cái thứ nhất là cho cháu đi thì cháu sớm được tiếp xúc với lại cái nền văn minh khoa học mới, rồi cháu sẽ thông thuộc về cái ngôn ngữ ngoại ngữ nhiều hơn ở trong nước. Nhưng ngược lại ấy, thì tôi cũng có một cái người bạn thì anh ta cũng cho con đi du học. Năm vừa rồi cháu có về gia đình chơi thì tôi đến chơi và gặp cháu hỏi thì thấy cháu rất là buồn. Thì sau bố cháu mới chia sẻ là cháu sang bên đó thì cháu thiếu đi một người thầy. Đấy, người thầy đó thì lại chính là người cha luôn đồng hành được với con. Đấy, cho nên là tôi cũng đang rất là băn khoăn cái điều này. Anh Hà nghĩ thế nào? Cái nhu cầu, cái mong muốn của anh Dương thì cũng giống như là rất là nhiều vị phụ huynh hiện nay thôi. Và đồng thời việc đi du học cũng sẽ giúp cho con trẻ có nhiều cái cơ hội để phát triển không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ mà phát triển cả những cái giá trị về mặt văn hóa, rồi tiếp nhận những cái kiến thức mới để có thể phát triển được cái sự nghiệp. Thì tuy nhiên cái sự lo lắng như anh Dương cũng như nhiều phụ huynh ấy, đó là cho con đi vào thời điểm nào là phù hợp, có nên cho đi sớm hay không, từ bậc trung học cơ sở hay là bậc đại học hoặc là đi bậc thạc sĩ. Tất nhiên thì mỗi một sự lựa chọn chúng ta nó đều có những cái mặt hợp lý cũng, nhưng mà đồng thời chúng nó sẽ có những rủi ro. Nhưng mà các anh có thấy là bây giờ thì cái xu hướng mà các gia đình cho con đi du học ngày càng được trở nên sớm hơn ấy. Có những gia đình tôi thấy là lớp 6 có khi là đã cho con đi rồi ạ. Anh Hà, anh lý giải thế nào về cái sự lựa chọn này của các vị phụ huynh ạ? Ngoài cái vấn đề điều kiện xã hội phát triển rồi điều kiện kinh tế. Tất nhiên là mỗi vị phụ huynh đều có những cái động cơ khác nhau khi mà đưa con mình đi du học. Tất nhiên nhưng mà cái động cơ lớn nhất vẫn là mong con trưởng thành thôi, và trưởng thành một cách nhanh chóng, vượt trội. Chính vì thế cha mẹ cũng suy nghĩ rằng là nếu đưa con đi sớm ấy, thì có nhiều điều kiện hơn, như anh Dương cũng vừa chia sẻ. Rõ ràng khi con đi sớm thì con sẽ có cái lợi là gì? Là tiếp xúc với nền văn hóa mới, cái ngôn ngữ mà con sử dụng nó sẽ thành một cái ngôn ngữ mẹ đẻ, thì cái ngôn ngữ đó sẽ giúp con có thể trưởng thành và phát triển hơn, con sẽ tự tin hơn, rồi con cũng sẽ có nhiều những người bạn quốc tế hơn. Cái việc mà đưa con đi học một trường quốc tế ở Việt Nam mà so với đi một quốc gia khác như ở Singapore hay Úc hay một số quốc gia mà lân cận thì nhiều khi cái chi phí nó lại rẻ, và thậm chí rằng là rất là nhiều gia đình có người nhà, người quen ở nước ngoài thì đưa con đi từ rất sớm như vậy thì nó cũng là một cái điều thuận lợi, bởi vì cái chi phí học phổ thông ở nước ngoài gần như là miễn phí. Thì đấy là rất là nhiều những cái lý do mà cha mẹ đưa con đi sớm hơn. Phải hỏi anh Dương, đó là khi mà anh băn khoăn về việc là liệu đã nên cho con mình đi du học ở cái thời điểm mà con đang học lớp 10 hay chưa, thì cái điều gì là cái điều khiến cho anh cảm thấy băn khoăn nhất, lo lắng nhất? Ở đâu đó tôi có nghe một câu của người doanh nhân người Pháp như thế này. Người ta nói là cái kinh nghiệm và cái sự trưởng thành của con người không phải là chỉ trải qua có vài năm học, muốn trưởng thành nó gắn bó cả đời. Cho nên là vài năm đó chưa chắc trở về đã trưởng thành. Hai nữa là với cái mức kinh tế như của gia đình tôi là công chức nhà nước thì cái thu nhập thì không biết là cần phải chuẩn bị như thế nào. Ở đây chúng ta phải xác định rất rõ là đưa con đi tuổi nào cũng được, đó là liên quan đến ý chí của gia đình cũng như là sự sẵn sàng của đứa trẻ. Tuy nhiên ấy, chúng ta phải
hiểu một cái câu chuyện như này. Khi mà con rời khỏi cái sự yêu thương, rời khỏi sự uốn nắn, sự răn dạy cũng như sự đồng hành của cha mẹ, cũng như là những người cùng một cái cùng văn hóa, thì con sẽ phải đối mặt với những cái thứ mới, và như vậy cái rủi ro đối với con nó sẽ lớn rất nhiều lớn hơn. Có những gia đình vì điều kiện người ta buộc phải cho con đi du học sớm, ví dụ như là bố mẹ phải đi làm ăn ở nước ngoài, hoặc là cha mẹ định cư ở một quốc gia khác thì con phải đi theo thôi, thì cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng mà thông thường ấy thì về mặt tâm lý thì cái việc mà con đi càng sớm thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái yếu tố tinh thần. Liên quan đến công việc của tôi đang làm, đó là tư vấn tâm lý cho những cái bạn du học sinh ấy, cái tỷ lệ những bạn du học sinh ở Việt Nam ở nước ngoài thất bại tương đối nhiều. Đấy là bạn lớn nhá, học đại học nhá. Tức là cái tỷ lệ những cái bạn mà hoàn thành trong chương trình giáo dục đại học theo đúng cái quy định của nhà trường là 3 năm hay 4 năm ấy, nó chỉ chiếm khoảng 20-30% thôi. Số còn lại thì phải kéo dài thêm 1-2 năm nữa. Và nhiều bạn là quay trở về mà không có tấm bằng nào hết. Thế còn quay trở lại câu chuyện là nếu những cái bạn học sinh mà đi quá sớm ấy, thì cái nguy cơ đó nó còn lớn hơn rất nhiều lần. Nếu cha mẹ xác định chỉ vì một cái hình ảnh, cái mong muốn nào đó mà duy trì, thì cái nguy cơ đối với con nó sẽ nhân lên theo cấp số nhân. Có lẽ là mỗi một bậc phụ huynh sẽ có những cái hoạch định và những cái định hướng khác nhau. Thế còn chính các bạn đang ở lứa tuổi là phổ thông, thì liệu rằng các bạn có thực sự mong muốn rằng mình sẽ được đi du học hay không? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được. Thực sự như tôi thì con cũng theo học lớp 10 rồi, thì cũng chỉ muốn là các cháu ấy là nó có một cái tiếp được sớm tiếp xúc với cái nền khoa học công nghệ, không hẳn là cứ phải đi ra nước ngoài. Nhưng mà vì nó theo cái trào lưu, như con nhà tôi đang học một cái trường quốc tế ấy, là cả lớp là các cháu là gia đình nào cũng cho con nào là đi Anh, đi Mỹ, đi Úc. Thế là về con tôi nó cũng cứ nằng nằng nó đòi đi. Thế là đây nó cũng là một cái vấn đề rất là nan giải, mà tôi cũng đã phân tích cho cháu là không phải là 1 năm, 2 năm hay là 3 năm, hay là sau cái quá trình mình học đại học ở đó mà mình đã trưởng thành, hay là mình có thể đã trở thành một người thành công. Đứa trẻ nào được ở bên cha mẹ thì nó cũng sẽ luôn nở nụ cười hơn là khi nó phải đi xa như vậy. Tôi cũng đã động viên cháu là thôi có khi con cứ học hết cấp 3 rồi học đại học, khi đó cái tuổi của con nó đã trưởng thành thì có thể bố sẽ cho con đi du học. Nhưng mà một mặt thì để cho bạn ấy không cảm thấy rằng là cái mong muốn của mình ngay lập tức bị bố mẹ phủ nhận, thì anh chị là vẫn cứ tìm hiểu về việc là du học Úc thì sẽ như thế nào, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái lựa chọn rất thông minh, phải không anh Hà? Cái mục đích cốt lõi nhất của việc du học mình phải xác định rất là rõ với con. Tức là hai bố mẹ với con cái phải xác định rõ đi du học để làm cái gì. Cái điều quan trọng hơn cả ấy, tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ chúng ta cũng nên có một cái cùng con xây dựng một cái lộ trình. Trong đó có cả yếu tố về năng lực của con, cái khả năng của con, điều kiện của gia đình. Thế và trên cơ sở đó thì con sẽ cùng nhau để bàn các phương án. Ví dụ như là nếu mà gia đình mình không có điều kiện về mặt kinh tế để cho con đi du học ngay, thì cũng phải cho con một cái lộ trình rằng là có thể lớp 10 chúng ta chưa đi du học được, bởi vì nếu mà đi như vậy bố mẹ sẽ phải bán nhà, bố mẹ sẽ phải nghỉ công việc này để đầu tư cho con sẵn sàng hay không. Và như vậy là để cho đứa trẻ nó hiểu rằng là cái việc nó không đơn giản. Nhưng nếu mà từ giờ đến lớp 12 con có một sự chuẩn bị về mặt ngôn ngữ, rồi con tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng để con có một cái hồ sơ đẹp, để con có một cái học bổng, thì như vậy sẵn sàng bố mẹ cũng sẽ ủng hộ với con. Và như vậy đứa trẻ nó sẽ hiểu rằng là cái việc đi du học nó sẽ cần một cái lộ trình nhất định, và một cái lộ trình đó là do chúng quyết định, và chúng sẽ cam kết cùng với bố mẹ là sẽ thực hiện nó đến cùng và không hối tiếc. Cái điều mà chúng ta sẽ đau khổ nhất đó chính là gì? Khi chúng ta đưa con đi mà khi con chưa sẵn sàng, giống như là chúng ta bỏ rơi chúng trong lúc mà chúng cần nhất. Trên cái điều quan trọng là cha mẹ còn cần nên tránh, đó là cái động cơ chúng ta đưa con đi và chúng ta xây dựng cái lộ trình cho con. Cái mục tiêu của cái việc đưa con đi du học đấy nó lại phụ thuộc rất nhiều vào nhận định của cha mẹ trong việc là hiểu rõ con mình và hiểu rõ được là cái thời điểm nào, sau đó lại còn phải thuyết phục con mình nữa cơ để cùng chia sẻ. Tóm lại tôi nghĩ rằng là ở đây thì cái thời điểm nào là phù hợp vẫn cần một cái sự chia sẻ rất lớn từ bố mẹ bên cạnh cái điều kiện của gia đình, đúng không ạ? Bởi vì đứa trẻ cũng vẫn cần có sự uốn nắn và cần có sự tình yêu thương của bố mẹ. Nếu chúng ta xác định rằng con mình đi học sớm thì cái sự uốn nắn đó, cái tình yêu thương đó nó sẽ bị thiếu vắng đi. Cho nên là đứa trẻ nó sẽ gặp rất nhiều những cái rủi ro về mặt tâm lý cũng như là về các mối quan hệ xã hội. Những cái rối nhiễu tâm lý nó sẽ thường nảy sinh ở trong cái giai đoạn tuổi dậy thì.
Cho nên là việc mà đưa con ở trong cái giai đoạn mà bậc trung học cơ sở, đó là đầy rủi ro, đầy sự rủi ro. Như tôi nói rồi, đó hoàn toàn tùy thuộc vào bậc cha mẹ, nhưng cái rủi ro nó sẽ nhiều hơn rất nhiều so với những lứa tuổi khác. Và bố mẹ vẫn hay nói với con rằng là có áp lực mới có kim cương, nhưng chúng ta cũng hiểu rằng là đứa trẻ của mình có chịu được áp lực hay không. Nếu mà nó chịu được áp lực thì nó sẽ như thế nào, còn trong hợp nó không chịu được áp lực thì con mình sẽ ra sao. Đôi khi chúng ta không trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ mất con. Cái tỷ lệ học sinh Việt Nam gặp phải những trầm cảm lo âu ấy, ở trong nước thôi đã là cao vượt trội so với mặt bằng chung của thế giới. Tức là muốn nói là cái sức khỏe tinh thần của học sinh Việt Nam nó rất là yếu. Vậy thì sang một quốc gia hoàn toàn khác biệt so với cái văn hóa của Việt Nam mình thì cái nguy cơ bị trầm cảm lo âu hoặc những rối nhiễu tâm lý nó còn cao gấp nhiều lần hơn nữa. Vậy thì con mình có vượt qua đấy không? Cho nên cái câu chuyện thời điểm là câu chuyện cha mẹ phải thực sự là cân nhắc. Nó rất là khoa học, bản lĩnh, chứ không phải chỉ dựa vào những cái mong muốn, khát vọng nó mang tính duy trì của mình. Vâng, xin cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà và xin cảm ơn anh Trịnh Dương ngày hôm nay đã đến đây để cùng bình luận với chúng tôi về chủ đề này. Và kính thưa quý vị, dù cho chúng ta có quyết định là cho con cái chúng ta đi du học từ khi còn đang ngồi trên ghế trường phổ thông hay không, thì chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp. Chính đứa con chúng ta sẽ là câu trả lời, điều kiện gia đình sẽ là câu trả lời. Và còn một yếu tố quan trọng nữa, đó là hãy cùng cân nhắc bằng tất cả tình yêu, bằng sự thận trọng, bằng sự đảm bảo rằng con cái chúng ta sẽ có điều kiện phát triển tốt nhất trong quá trình chúng lớn lên và phát huy những năng lực của mình. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Cùng Con Trưởng Thành và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.